Các Phật tử ở đây có tin vào nhân quả không? Cái người mà tin vào nhân quả là người có trí tuệ, là người có chánh kiến. Cái người mà không tin nhân quả sẽ là người tà kiến, là người si mê. Vậy nên là một cái người mà sống mình có tin theo luật nhân quả thì mình sẽ giải tỏa được tất cả những cái hoài nghi thắc mắc, những cái điều mê hoặc mê tín ở trên cuộc đời, mình sẽ nhận thức ra được và mình sẽ tránh xa, và mình sẽ sống được đúng với chân lý, đúng với sự thật. Bởi vì trên cuộc đời này có rất là nhiều những cái mà mình không hiểu được. Như là vào những cái dịp đầu năm thế này, người ta thường hay đi xem bói, xem là năm nay mình có cái vận hạn gì không, hay là mình có gặp cái tài lộc gì không. Mà những cái vận hạn đấy nó từ đâu mà nó ra, mà những cái tài lộc của mình nó cũng từ đâu mà đến. Thì đấy là những cái mà cái tâm lý chung của con người ở trên đời mình không biết được. Vậy nên là theo mình trong cái cuộc sống này sẽ có những cái người, người ta tin rằng có nhân quả, và cũng có những người người ta không tin có nhân quả nghiệp báo, mà ở trong cái vòng luân hồi tái sinh. Còn có những cái người thì người ta tin là có cái nhân quả nghiệp báo như vậy. Thế thì mỗi khi mình gặp một cái chuyện gì đó mà nó khổ đau, bất hạnh, thì cái người đấy, với một cái người mà không tin nhân quả, thì người ta sẽ hay sinh ra những phiền não, oán trách, trách trời, trách đất, rồi là trách những cái người xung quanh mình đã gây ra những cái nỗi khổ cho mình. Thế là người ta sẽ vì không tin nhân, người ta không biết rằng cái nguyên nhân mà từ những cái nỗi khổ này nó đến từ đâu, cho nên là người ta mới oán trách cái trời đất nọ kia. Còn những người mà có tin nhân quả nghiệp báo thì mỗi khi mà người ta gặp một cái chuyện gì, người ta biết rằng đây là quả của mình đã gieo ra. Tức là khi mình gặp một cái chuyện tốt, chuyện xấu gì thì đó chính là quả mà do mình đã tạo ra, do mình đã gây ra từ nhiều đời, nhiều kiếp, từ những kiếp quá khứ mình gieo nhân, cho nên nó cho ra quả ở hiện tại. Và ở trong cái kiếp hiện tại này mình đang gieo nhân, rồi mình sẽ gặp cái quả đấy ở tương lai. Vậy thì trong cái cuộc sống này, mỗi một cái lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một hành động của mình, nó đều để lại cái quả báo cho tương lai hết. Ví dụ như khi mình làm bất cứ một cái việc gì đó, là cái việc thiện hay việc ác, thì nó sẽ có quả báo hết. Như là một cái người mà mình chỉ cần chắp tay mình lễ Phật, thì mình chỉ cần đến chùa mình chắp tay lễ Phật, đấy là mình đang gieo nhân hay là mình đang trả quả? Đang gieo nhân nhé. Cái hành động chắp tay lễ Phật ấy, nó sẽ tạo ra một cái nhân mà trong tương lai mình sẽ được hưởng những cái phước như là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có những cái điều như mình mong muốn. Đấy là cái nhân mà nó sẽ cho ra cái quả tương lai như vậy. Mà khi mà một cái người mình có một cái hành động như là mình bố thí hay là cúng dường cho người khác, thì đấy cũng là mình đang gieo nhân. Và từ cái nhân ấy nó sẽ cho ra cái quả tương lai. Như cái người nào mà mình bố thí cúng dường ấy, rồi mình nguyện mong ước một cái điều gì, như được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, thì nó sẽ thành tựu được cái điều đấy ở trong tương lai. Đấy là cái nhân, cái quả như vậy. Vậy thì ngay trong hiện tại đây, khi mà mình làm bất cứ một việc gì, mình cũng sẽ luôn luôn nghĩ về nhân quả như vậy.
Thì khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình giúp ai một cái việc gì, thì đấy cũng sẽ mình đang gieo một cái nhân tốt. Như là mình bố thí cho ai một cái việc gì đó, mình sẽ biết rằng từ cái hành động này nó sẽ để lại cái phước lành cho mình, trong tương lai mình sẽ được cái sự giàu sang. Hay là khi mà mình làm một cái việc xấu gì đó, mình sẽ cảm thấy rất là ghê sợ. Như là một cái người tin có nhân quả thì người ta sẽ không dám sát sinh, bởi người ta biết rằng là khi mình giết hại một con vật gì, tương lai mình sẽ bị chết sớm, mình sẽ bị những cái nỗi khổ như là ốm đau bệnh tật, sinh ra ở trong những cái thời đại gặp chiến tranh dịch nạn, chiến tranh loạn lạc, tức là mình sẽ gặp rất nhiều cái nỗi khổ về thân tâm. Vậy cho nên là với một cái người mà có tin nhân quả thì người ta rất là sợ những cái việc làm tội lỗi, và người ta sẽ tránh né những cái việc làm tội lỗi ấy. Mặc dù là mình tin nhân quả, nhưng mà cái mức độ, cái niềm tin của mỗi người, có những người thì tin sâu, nhưng mà có những người tin hời hợt. Cái người mà tin hời hợt ấy thì cũng có lúc người ta làm việc thiện, nhưng mà cũng có lúc người ta vẫn làm việc ác. Cũng có lúc người ta tin, nhưng mà cũng có lúc người ta hoài nghi, không biết nó có thật hay không. Nhưng cũng có lúc thì lại khởi lên niềm tin. Vậy nên là một cái người nào ấy có tin nhân quả thì mình phải tin một cách rất là thâm sâu, do mình luôn luôn phải biết quán sát, quán chiếu về nhân quả để mình khởi lên cái niềm tin cho nó được mạnh mẽ. Cái người mà tin nhân quả, khi mình nhìn cái cuộc sống xung quanh mình sẽ luôn thấy những nỗi khổ và niềm vui. Và khi mà mình thấy ai đang chịu những cái sự khổ đau thì mình cũng luôn luôn biết rằng đấy là nhân quả của cái người đó đã tạo. Người đó do đã làm những cái việc bất thiện cho nên giờ chịu cái quả báo khổ đau. Mà mình thấy một cái người nào đó đang được hưởng cái sự an lạc, an vui, hạnh phúc thì mình cũng suy nghĩ về nhân quả, suy xét về nhân quả, biết rằng vì cái người này đã làm nhiều cái công đức, nhiều cái phước lành cho nên người ta được gặp những cái niềm an vui như vậy. Đấy là cái người tin nhân quả như vậy thì người ta sẽ không tin vào những cái điều, những cái tà kiến ở trên đời. Ví dụ như là khi những cái người mà không tin nhân quả, khi người ta làm cái gì, người ta cũng phải xem ngày tốt hay ngày xấu, phải xem là sao tốt hay sao xấu, phải xem giờ tốt hay là giờ xấu, phải xem là cái năm này là năm tốt hay là không tốt, có hợp tuổi hay không hợp tuổi. Đấy là những cái người không tin nhân quả thì người ta luôn luôn sống phải dựa vào những cái sự bói toán, những cái xem về ngày giờ, những cái xem về sao vận hạn, lành dữ tốt xấu. Thì đấy là những cái người không tin nhân quả thì người ta phải đi xem xét những cái điều đó. Chứ một người tin nhân quả thì người ta không cần xem những cái đó nữa. Người ta không cần phải đi xem quẻ thẻ, không cần phải đi xem cái ngày tháng tốt xấu, mà người ta cũng không cần phải lễ dâng sao giải hạn, không phải cầu an, cầu giước gì cả. Không cần phải làm chú trọng vào những cái hình thức nghi lễ, tế lễ này kia, mà người ta tin rằng mình làm việc ác thì nó sẽ gặp cái quả báo bất hạnh khổ đau, mình có lễ cũng không tránh được. Còn nếu như mình mà làm những việc thiện thì mình sẽ gặp những điều an lành, và cái điều đó mình không cầu mong gì, nó cũng sẽ tự đến. Đấy là với một cái người có tin nhân quả như vậy thì khi người ta làm bất cứ việc gì, người ta sẽ suy xét lại xem cái việc mình làm đây là việc thiện hay việc ác, và nó sẽ để lại cái quả báo tốt hay xấu ở tương lai. Vậy nên là khi người có tin nhân quả, khi mà người ta sát sinh thì người ta sẽ biết rằng mình đang tạo một cái nhân
chết sớm khổ đau. Mà khi mình thấy một người phóng sinh thì mình sẽ biết cái người này sẽ được sống lâu, mạnh khỏe, an vui. Vậy khi mà lấy trộm cắp của ai thì người ta sẽ nghĩ ngay đến tương lai mình cũng sẽ bị trộm cắp, mình sẽ bị gặp những cái tai họa khổ đau. Và khi mình bố thí cho ai thì cái người đấy sẽ biết ngay đây là mình đang gieo một cái nhân để được mà giàu sang, để có nhiều cái tài sản vật chất ở tương lai. Khi một cái người đấy làm những việc như là tà dâm, ngoại tình, người ta sẽ biết đây là cái nhân để đời sống tương lai sẽ cái đời sống gia đình bất hạnh. Còn những người nào sống chung thủy vợ chồng thì đấy sẽ là cái nhân để cho gia đình hạnh phúc, an vui. Khi một cái lời nói mình nói ra, mình cũng sẽ luôn luôn nhìn nhận về nhân quả. Khi mà nói một cái lời dối trá thì cái người đấy sẽ biết ngay rằng là cái lời nói dối trá này sẽ để lại cái quả báo, đó là sau này mình là một cái người luôn luôn bị lừa dối, nói ra cái lời gì không ai tin tưởng, không ai tin vào mình sẽ không có cái niềm tin, không có tín nhiệm, sống ở đâu cũng là một cái người hạ nhiệt thấp kém, không có ai kính trọng, không ai kính nể, một cái người hay gian dối. Khi mà mình luôn luôn sống là một cái người chân thật thì cái người ấy sẽ biết rằng mình tạo cái nhân này, mình sẽ tạo ra được cái danh tiếng, sẽ tạo ra được cái tiếng tốt, được mọi người kính nể, kính trọng, tin tưởng và yêu mến ở tương lai. Khi mà một cái người mà nói ra những cái lời chia rẽ hay nói xấu người này, nói xấu người kia, kích động cho người này mâu thuẫn với người kia, thì cái người có tin nhân quả sẽ biết rằng đây là cái nguyên nhân của cái đời sống cô đơn, không có bạn bè ở tương lai. Người nào ấy hay nói những cái lời nói đâm thọc chỉ trích, nói những cái lời nói khiến cho mọi người bất hòa, mâu thuẫn với nhau, thì cái người đấy sau này sống ở đâu cũng bị những người khác người ta chèn ép, cũng bị những cái người khác người ta khinh bỉ, bị những cái bà bị cái người đấy sẽ sống nủi thủi cô đơn, không có ai làm bạn bè thân thích. Ấy là cái quả báo như vậy. Còn ngược lại, một cái người mà luôn luôn nói ra những cái lời từ ái, nói ra những cái lời khiến cho mọi người hòa hợp, hòa giải, đem lại cái sự an vui, đoàn kết cho mọi người, thì cái người ấy biết rằng tương lai sẽ có rất nhiều bạn bè mà là những người bạn tốt, có rất nhiều những thân bằng quyến thuộc quây quần, và mọi người sẽ quý mến, sẽ kính trọng, sẽ kính nể, sẽ tôn trọng cái người ấy. Và cái người ấy sẽ tạo ra được cái danh tiếng, cái danh thơm tiếng tốt cho chính bản thân mình. Đấy là tin nhân quả thì biết như thế. Cái người nào mà hay nói ra những cái lời độc ác, như là nói ra lời nào là nói những cái lời xúc phạm, nói những cái lời nào sẽ là nói ra những cái lời mắng chửi, mắng nhiếc, làm cho người khác ảo não, phiền não, đau khổ, phiền muội ở nội tâm, thì cái người ấy sẽ sinh ra ở tương lai là những cái người bị nói ngọng, là những cái người bị câm, là những cái người không thể nói nên lời được, hoặc là sinh vào những cái loài súc sinh mà không thể nào nói được, có mồm mà không nói được, hoặc sinh lại làm người cũng bị ngọng, bị câm ấy. Đấy là những cái lời nói độc địa, đấy là cái quả báo nhá. Cái quả báo nó như vậy. Còn cái người nào luôn luôn nói những cái lời từ ái, nói những cái lời hiền hòa, thì cái người ấy sẽ trong tương lai sẽ có những cái giọng nói rất là hay, có thể người ta trở thành những người ca sĩ được mọi người yêu quý. Đấy cũng là cái nhân quả là như vậy. Cái người nào mà hay nói những cái lời phù phiếm nhảm nhí, nói những cái lời nó chẳng đem lại lợi lạc lợi ích gì cả, ấy thì cái người đấy cũng sẽ tạo ra những cái nhân quả ở trong tương lai sẽ là những cái người loạn tâm loạn ý,
dẫn đến cái sự điên khùng, nói năng nhảm nhả, không có lợi lạc lợi ích gì. Còn những cái người nào ấy, người ta chỉ biết chỉ nói những cái gì cần nói, không nữa thì im lặng. Chính cái sự im lặng đấy là cái sự thánh thiện. Đối với một cái người mà biết đạo, với một cái người mà học đạo, một cái người biết tu tâm, thì khi người ta nói chuyện với nhau, người ta chỉ nói chuyện về Phật Pháp thôi. Người ta chỉ nói những cái chuyện liên quan đến giáo Pháp của Phật, đến nhân quả, đến nghiệp báo, đến luân hồi, đến sự tu tâm, giữ giới, đến cái việc phước thiện thôi. Nhưng người ta không nói những cái chuyện nhảm nhí, phù phiếm, những chuyện vô lợi ích ở trên đời. Còn nếu như người ta không nói chuyện về Phật Pháp thì giữ im lặng, giữ im lặng thánh thiện, hoặc là người ta nhắm mắt, người ta hành thiền, người ta tu tập Pháp, niệm Phật, Pháp Tăng. Chính là cái người có tin nhân quả, có tin rằng ngoài cái khi chết rồi mình sẽ đi luân hồi sang kiếp khác, và mình sẽ có, mình đã từng luân hồi vô lượng kiếp ở các cái kiếp này, luân hồi về cái từ những cái kiếp trước, luân hồi tái sinh lại kiếp này, rồi sau khi chết ở kiếp này mình lại luân hồi tái sinh về kiếp sau, tùy theo những cái việc làm thiện ác của mình. Nếu như cái người nào có nhiều những cái tâm phiền não, tâm bất thiện, như là tâm tham nam nhiều, hay tâm sân hận, hay tâm si mê nhiều, khi chết sẽ phải đọa vào cõi khổ đau. Những người nào mà có cái ác tâm nhiều, ác ý nhiều, thì cái người ấy sẽ hay làm việc ác, sẽ hay nói ra những lời ác. Vì những người ấy có ác tâm, ác ý thì làm việc ác, nói ra những lời ác, khi chết phải đọa vào cõi ác. Cõi ác ở đây đó là có nhiều cái ác quỷ, ác thần, người ta hành hạ tra tấn, đó là đọa vào các cõi địa ngục. Ấy là do cái ác tâm, ác ý nhiều. Và khi vào đấy thì bị thiêu đốt, bị thiêu nấu, bị hành hình, bị nồi ra, bị xẻ thịt ở trong đó. Đấy là cái quả báo khổ đau nhất mà một cái người ác nhân sẽ phải chịu cái quả báo. Vì vậy ở trên đời mình đừng có sợ rằng mình sống mà hiền lành mà bị người khác bắt nạt. Bởi vì có những cái người ác, người ta sẽ bị cái quả báo của người ta. Sau khi mà người ta chết đi, người ta sẽ phải đọa vào cái cõi khổ. Vậy nên là mình cứ tin rằng có nhân quả như vậy, thì mình sẽ thấy rằng ai làm việc gì ác, người ta sẽ bị chọa quả báo, trừng phạt, chứ mình không cần phải trả thù ai hết. Nếu như có ai mà làm hại mình, hay là người ta làm hại ai trên đời, mình không cần nghĩ đến trả thù, vì cái người đấy sẽ bị cái quả báo, là cái điều chắc chắn. Còn có những người sống, người ta nặng về lòng tham, người ta tham nam, người ta bỏn sẻn, người ta không muốn cho ai, người ta chỉ muốn lấy của người khác làm của mình, thì cái người ấy khi chết, người ta sẽ sinh làm những cái ngã quỷ, đói khát khổ sở. Đấy cũng là cái quả báo của cái lòng tham nam, bỏn sẻn. Có những người ngu si sống ở trên đời, người ta không biết về tốt xấu, về những cái điều hay lẽ phải, những cái điều thiện ác. Vậy cho nên khi chết sẽ phải tái sinh làm những cái loài như là súc sinh, chịu những cái loài súc sinh thì ngu si, cho nên là ăn nuốt lẫn nhau, loài lớn thì ăn thịt cái loài nhỏ, sống theo cái luật rừng, mạnh được yếu thua, không có cái lòng nhân từ bác ái gì với nhau hết. Đấy cũng là cái quả báo của những cái người sống ở trên đời không biết lẽ phải, không biết tốt xấu là gì cả. Thì đấy là có nhân quả như vậy. Còn có những người thì do cái tâm của người ta ít có cái ác ý, mà người ta có cái thiện tâm nhiều hơn. Người ta có thiện tâm cho nên người ta không làm việc ác, cho nên người ta làm những cái việc thiện. Chính vì vậy khi chết người ta sẽ được hưởng những cái quả báo, như là sinh lại làm người, được hưởng những cái niềm vui ở cõi người. Hoặc người ta sinh làm chư thiên, người ta hưởng những cái niềm vui ở các cõi chư thiên. Hoặc là cái vị ấy có thể tu tâm, đi đến chứng ngộ niết bàn, trở thành những bậc thánh nhân giải thoát. Đấy cũng là nhờ có cái sự tu tâm.
Hay là có những người, người ta không có tham sân si nhiều ấy, đấy thì người ta sẽ trở thành tu, người ta dễ dàng có thể tu tập được. Vậy thì bây giờ trên đời này, cái người nào ấy mà người ta tin rằng có nhân quả thì người ta sẽ hướng thiện, người ta sẽ thích làm việc thiện, thích tu tâm và tạo những cái công đức phước này. Còn những người nào mà người ta không tin có nhân quả thì người ta sẽ khuynh hướng của người ta sẽ hướng về việc ác nhiều hơn. Cái người nào biết là người ta không tin nhân quả ấy, thì người ta sẽ nghĩ rằng là làm cái gì đó để có cái lợi ích ở trước mắt này. Người ta sẵn sàng khởi lên những cái việc tâm ác, người ta sẽ làm việc ác, người ta sẵn sàng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Miễn là người ta sẽ không bị cái trừng phạt ở hiện tại này, người ta có thể nén nút làm những cái việc xấu ác đó trước mặt mọi người, thì người ta giả vờ như là một cái người nhân từ đạo đức để cho mọi người không biết, nhưng mà sau lưng ấy thì người ta sẽ âm thầm làm tất cả những việc ác có thể tạo ra được. Người ta có thể trộm cắp, người ta có thể giết hại người khác, người ta có thể làm hại người khác để làm lợi ích cho bản thân mình. Đấy là cái người không tin nhân quả thì người ta sẽ làm rất nhiều những cái điều tội lỗi như vậy. Vậy thì bây giờ mình là cái người tốt hay xấu thì mình phải xem lại mình có cái niềm tin về nhân quả hay không. Nếu mà mình có cái niềm tin sâu về nhân quả thì mỗi khi làm một việc gì tội lỗi mình cảm thấy ghê sợ, cảm thấy đáng sợ, cảm thấy hổ thẹn. Vậy cho nên là với cái pháp của Phật chỉ dạy cho mình biết rằng có nhân quả như vậy, có cái luân hồi tái sinh như vậy, và khi chết rồi mình sẽ chịu cái quả báo của những nghiệp thiện ác mà mình đã tạo ra. Vậy cho nên là mình luôn luôn cần phải sám hối. Sám hối ở đây có nghĩa là mình luôn luôn phải quay nhìn lại mình, xem trong một cái thời gian vừa qua mình có làm việc ác nào không. Nếu có làm việc ác gì thì bây giờ mình cần phải sửa đổi lại, mình cần phải sám hối, mình cần phải từ bỏ, mình cần phải nhận cái lỗi lầm ấy là một lỗi lầm, rồi để mình khởi cái tâm lý dứt bỏ nó ở tương lai. Vì vậy cho nên là trong cái bài sám hối mới nói là vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ, tức là những cái tội lỗi mình tạo ra nó ở thân, ở khẩu, ở ý như vậy. Thì trong những nỗi lầm ấy có những cái nỗi lớn, có những cái nỗi nhỏ. Mình nếu như mà những cái nỗi lầm ấy mình đã từng xúc phạm đến những cái bậc có ân đức lớn như là Phật Pháp Tăng, hay là cha mẹ, hay là thầy tổ, hay là những người có ân nhân, ân nghĩa, ân đức với mình, thì chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ súc sinh, nếu như mình không sám hối. Vì vậy cho nên cái việc đó cần phải sám hối. Nếu có cái nỗi lầm gì đó với những cái bậc thánh nhân, Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đến với các bậc ân nhân, cha mẹ, thầy tổ, thì mình cần phải thành tâm sám hối để dứt bỏ những cái nỗi lầm ấy. Do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, thiện tâm hợp trí tuệ vậy, thì để cho mình luôn luôn khởi đến cái tâm mong muốn là sau khi chết mình sẽ không phải đọa vào bốn cõi ác, đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và Atuna. Nếu như cái người nào sống ở trên đời mình không bao giờ biết sám hối, không bao giờ biết nhìn nhận lại mình xem mình đã tạo những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp gì chưa, thì cái người đấy tội lỗi sẽ chất chồng, ác nghiệp sẽ chất chồng, và cái quả báo của những cái tội lỗi ác nghiệp do mình không sám hối ấy, nó sẽ cho mình đọa vào những cái cõi khổ rất là thâm sâu. Giống như là một cái người ấy, cứ cách một vài ngày mình phải tắm giặt thay giặt rũ quần áo, tắm rửa cho nó sạch sẽ,
Luôn luôn mình phải nhìn lại xem cái thân của mình nó có ô uế, nó có nhơ bẩn không, thì mình phải tẩy rửa. Như vậy thì bây giờ mình phải nhìn vào những cái tội lỗi của mình xem mình đã tạo nên chưa. Mình tạo nên những cái tội lỗi ấy, những cái ô nhiễm ấy mà mình không có gột rửa, không dứt bỏ, thì càng ngày nó càng chất chồng sâu dày. Như vậy như cái nhà cửa mình vậy, nếu hàng ngày mình không dọn dẹp, mình không nhìn quan sát xem cái nó ô uế, nó bẩn thỉu, thì mình cần phải vệ sinh, cần phải gột rửa, cần phải lau chùi để cho nó được trong sạch, để cho nó được sạch sẽ. Thì cũng như vậy, mình cần phải nhìn lại ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình trong cái thời gian vừa qua, nó có tạo nên cái tội lỗi, nên cái ác nghiệp gì không. Mình đã trong một cái thời gian một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng vừa rồi, mình có sát sinh, trộm cắp, tà dâm không, có nói dối không, có nói những cái lời chia rẽ không, có nói những lời độc ác không, có nói những lời phù phiếm không, có tham lam, có sân hận, có ngã mạn, có tà kiến, có ngu si không. Có, nếu bây giờ có thì bây giờ mình cần phải sám hối. Khi sám hối rồi mình mới tránh khỏi ba cái bốn đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna. Nên là mình cầu mong con tránh khỏi sinh trong bốn cõi ác, tránh gặp ba nạn tai. Có những người sinh ra trên đời gặp tam tai bát nạn. Ba nạn tai đó là chiến tranh, dịch bệnh, chiến tranh và dịch bệnh và nạn đói. Ba cái nạn tai ấy đôi khi mình sẽ gặp ở trên đời. Không phải là tự nhiên mà trên đời có chiến tranh nhá. Chiến tranh là những cái ác nghiệp do những con người sống trên đời nhờ có cái tâm tham sân si nó nhiều quá, mình gieo tạo nên những cái tội lỗi nhiều quá, mình gây thù kết oán với nhau nhiều quá, từ những cái lời nói xúc phạm nhau, từ những cái hành động sát hại nhau, từ những cái ý nghĩ ác ý với nhau, nó tích tụ, nó tích lũy, nó kết tập lại lâu ngày, nó thành những cái oan trái lớn, nó thành những cái hận thù lớn, lâu thành ngày nó thành cái mâu thuẫn lớn, và nó sẽ trổ thành cái quả báo, trở thành những cái cuộc đấu tranh, chiến tranh, những cái cuộc tàn sát lẫn nhau. Đấy, vậy thì một cái người ấy, mình có lỗi mà mình biết sám hối để mình gột rửa đi, thì những cái tội lỗi nó vơi bớt đi, mình sẽ được sinh ra trong cái thời hòa bình, sinh ra ở cái nơi không có chiến tranh. Hay là cái dịch bệnh nó sinh ra cũng vậy, nó không phải là thiên nhiên đất trời thần thánh quỷ thần gì đem đến cả, mà nó cũng là do những cái ác nghiệp của con người, do những cái tham sân si của con người nó lớn quá, nó mạnh quá, nên là nó tạo thành những cái ác nghiệp, tạo thành những cái dịch bệnh do những cái cộng nghiệp của con người. Bởi vì trên đời này đôi khi mình có những cái biệt nghiệp, đó là khi mình làm những cái việc ác mà một mình làm thôi, một mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, rồi uống rượu gì. Thì khi mà mình bị quả báo ấy, thì mình cũng chỉ bị một mình thôi. Ví dụ như một mình bị mắc một căn bệnh gì đó, đau đớn khổ sở một mình, hay là một mình bị một tên trộm cướp nào đó nó hành hạ, nó cướp đoạt, hay một mình bị một cái tai nạn gì đó rồi mình chịu cái nỗi khổ đau, thì đấy là những cái nghiệp mà mình tạo riêng biệt. Nhưng mà cũng có những người trên đời người ta tạo những cái cộng nghiệp chung với nhau. Cũng như là có một cái có những người ở cả một cái làng đấy người ta làm nghề sát sinh, cả cái làng đấy người ta làm những nghề chài lưới, cả cái làng ấy người ta làm nghề săn bắn, cả cái làng đấy người ta có cái văn hóa bất thiện, người ta sống rất là bất thiện với nhau. Thì đấy là cộng nghiệp cộng chung, mà tất cả một số đông người cùng làm những cái việc ác, cho nên khi nó cho ra cái quả báo, nó trở thành cái nỗi khổ tập thể, nỗi khổ cộng đồng, đó là chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói. Dịch bệnh thì mình biết rồi, cách đây vài năm có dịch bệnh người chết na niệt đó, đấy không phải là tự nhiên, mà đấy là một cái cộng nghiệp chung. Thì cái người nào mà có phước thì sẽ qua tai qua nạn khỏi, nhưng cái người nào mà cái phước mỏng nghiệp dày thì không qua được. Gặp chiến tranh thì người sẽ chết rất nhiều. Một cái dịch bệnh nó khởi lên
người ta chết rất nhiều. Một cái nạn đói nó khởi lên, người ta chết rất nhiều. Như nạn đói biết rất là nổi tiếng, là mất dậu đâu. Và những cái nạn đói ấy, chiến tranh ấy, dịch bệnh ấy, nó hết rồi, nhưng rồi nó sẽ quay lại mà thôi. Nó sẽ luôn luôn tuần hoàn. Khi nào cái ác nghiệp nó đầy đủ thì nó lại cứ quay đi quẩn lại như thế. Đấy được gọi là tam tai, ba cái nạn tai. Vậy cho nên một cái người nào ấy, mình có tội lỗi thì mình sẽ bị cuốn hút vào những cái nạn tai ấy. Còn những người nào mình mà có phước lành, mình sống làm những cái việc thiện, thì dù mình có gặp sinh ra mình ở trong cái thời có chiến tranh, mình cũng vẫn giữ được cái sự an toàn. Có dịch bệnh mình cũng vẫn an toàn, có nạn đói mình cũng vẫn an toàn. Đấy là nhờ có cái phúc của mình nó che chở cho mình. Cái người nào mà không có phúc thì ở những cái thời ấy không có ai che chở hết, mình sẽ gặp những cái nỗi khổ đau do những cái ác nghiệp mình đã tạo ra thôi. Và trong cái bài sám hối mình mong nữa rằng cầu mong con tránh khỏi tránh khỏi ba nạn tai và tám cái trường hợp bất lợi, gọi là bát nạn, tám cái nạn nữa. Thì tám cái trường hợp bất lợi đó là: một là sinh vào những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, atuna. Đấy là một cái nỗi, đấy là một cái tai nạn, đấy là một cái bất hạnh. Cái bất hạnh thứ hai là một cái người mà sinh ra ở trên, sinh ở những cái nơi biên địa, làm những cái dân thổ phỉ, những cái nơi mà không có văn hóa. Tức là có những cái người, người ta phải sinh vào làm ở những cái bộ tộc mà cái con người người ta sống rất là man rợ, không có tôn trọng lẫn nhau, và người ta cũng không biết về thiện ác, không có cái niềm tin về giáo pháp, về Phật pháp. Đấy cũng là một cái sự bất hạnh. Cái sự bất hạnh nữa là có những người sinh ra trước khi Đức Phật ra đời, cho nên người ta không được học về cái nhân quả nghiệp báo, không được học cái đạo lý hướng thiện, cho nên người ta làm nhiều việc tội lỗi. Có những người thì sinh ra ở cái thời mà sau khi Đức Phật đã ra đời rồi, tức là sau khi đạo Phật đã bị hoại diệt rồi, không còn ai biết đến Phật pháp, thì người ta không biết đến cái nhân quả, đến cái luân hồi tái sinh, không biết đến, không hướng đến được cái đạo lý giác ngộ giải thoát nữa. Hoặc là có những người sinh ra ở trong những cái gia đình, dòng họ mà người ta luôn luôn có tà kiến, người ta luôn coi rằng chết rồi là hết, không còn luân hồi tái sinh. Đấy cũng là một cái bất hạnh. Hay là có những người sinh ra ở cái cõi chỉ có thân mà không có tâm, được gọi là cõi vô tưởng. Người ta có tuổi thọ rất dài nhưng người ta không tạo công đức phước lành gì. Và cũng có những người, người ta sinh vào cái cõi mà chỉ có tâm thức mà không có thân thể. Đấy, có những người, có những chúng sinh ở cái cõi người ta chỉ có tâm thức không, người ta không có thân thể gì, thì người ta không làm được cái việc thiện lành gì cả. Đấy cũng là một cái bất hạnh. Và có những người thì người ta sinh ra trên đời bị mù điếc ngọng câm, bị điên loạn tâm thần, bại liệt, người ta không làm được cái việc gì cả, thì đấy cũng là một cái bất hạnh. Và thì tất cả những cái sự bất hạnh ấy được gọi là bát nạn, được gọi là tám cái sự bất hạnh ở trên đời. Vậy cái người nào mà mình có những cái tội lỗi mà mình không sám hối thì sau này mình cũng sẽ phải gặp những cái sự bất hạnh ấy. Vậy cho nên gọi là mong con tránh khỏi tám trường hợp bất lợi. Và cũng như vậy, khi mà mình có tội lỗi mà mình biết sám hối, biết từ bỏ, thì mình sẽ không gặp năm cái kẻ thù phá hoại. Sống ở trên đời ngoài những cái nạn, những cái bất hạnh ấy, mình sẽ có năm cái kẻ thù phá hoại nữa. Nó phá hoại những cái thành tựu của mình. Cái sự có những người ở trên đời, mình sẽ luôn luôn bị những người, người ta có thế hơn, có quyền lực hơn, có sức mạnh hơn, người ta chèn ép, người ta bắt nạt, người ta uy hiếp, người ta bóc lột, và mình sẽ luôn luôn gặp những cái sự bất an, những cái sự khổ đau, thiệt thòi, khổ sở. Đấy là một cái sự
một cái bất hạnh. Một cái sự bất hạnh thứ hai là có những người mình sống ở cái nơi luôn luôn bị trộm cắp. Mình làm ra bao nhiêu tài sản, mình có thể bị cướp, nó đến nó cướp đoạt. Mình có thể bị trộm, nó rình rập, nó nấy. Đấy là một cái bất hạnh nữa, một cái sự phá hoại thứ hai. Cái sự phá hoại thứ ba là có những người mình luôn luôn bị những người thân, người ta phá hoại tài sản. Ví dụ có những người thì có những sinh ra những đứa con hư hỏng và nó phá hoại hết tài sản của mình, nó ăn chơi hư hỏng. Đấy cũng là một cái sự phá hoại tài sản. Hoặc là có những người người chồng lấy được những người vợ hư hỏng, phá hoại tài sản. Có những người vợ tốt nhưng lấy phải những người chồng hư hỏng. Đấy cũng là chính những người thân của mình. Thì những cái người nào mà có phước thì mình sẽ luôn luôn gặp những người tốt. Còn cái người mà không có phước, cái người mà có tội lỗi nhiều ấy, thì mình sẽ luôn luôn có gặp những cái người xấu, ngay cả những cái người thân ở xung quanh mình vậy. Cái người nào mình sống có tội lỗi nhiều, mình sẽ sinh ra toàn những cái đứa con hư hỏng. Cái người nào có công đức phước này, mình sẽ sinh ra toàn những đứa con hiếu thảo ngoan hiền. Đấy, ngay cả những cái người thân của mình cũng có người tốt người xấu, không phải tự nhiên, mà đấy cũng là do cái nhân quả của mỗi người khác nhau. Cái người có phúc thì người ta sống ở đâu cũng gặp, cũng sống với người tốt. Còn cái người có tội thì người ta sống ở đâu cũng toàn sống với người xấu thôi. Đấy cũng là nhân quả của mình. Vậy cho nên mình đừng có trách ai, mà mình phải trách mình đã tạo ra tội lỗi mà không sám hối, cho nên bị quả báo ấy. Hoặc là có những người bị quả báo là gặp những cái lửa nó đốt cháy. Đôi khi tài sản mình làm ra nhưng mà mình không giữ được, bị cháy nhà, bị cháy hết tài sản. Và có những người làm ra tài sản bao nhiêu năm trời nhưng bị gặp một cái cơn sóng thần lũ lụt, đến nó cuốn một cái là trôi hết đi không còn gì cả. Đấy được gọi là năm kẻ thù phá hoại. Vậy một cái người nào nếu như mình có tội lỗi thì mình sẽ gặp những cái kẻ thù, những cái sự phá hoại này. Còn những cái người nào mà mình luôn luôn gieo phước này ấy, thì mình sẽ tránh được những cái sự phá hoại này. Và ngoài ra là còn có bốn cái sự rủi ro bất hạnh. Bốn rủi ro bất hạnh ở đây, một là cái người ấy mình sinh vào cái cõi khổ là một sự bất hạnh, rủi ro. Hai là một cái người mình bị tật nguyền. Đấy là một cái rủi ro bất hạnh. Ví dụ như là có những cái người mình bị những cái bệnh nặng mà mình bị liệt, hoặc là mình sinh ra mình đã bị những cái bệnh bẩm sinh ấy rồi, thì đấy là một sự bất hạnh. Sự bất hạnh nữa là một cái người mà mình luôn luôn làm những cái việc ác. Như là một cái người đấy luôn luôn chơi cờ bạc rượu chè, làm những cái chuyện hư hỏng nghiện hút nữa. Đấy cũng là một cái sự bất hạnh. Hoặc là đi ăn trộm ăn cướp thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cái sự trừng phạt, bị cái quả báo. Thì đấy chính là một cái sự rủi ro bất hạnh. Hay là có những cái người mình không biết làm việc phước thiện. Có thể là mình sinh ra ở cái kiếp người này nhưng mình chưa bao giờ biết bố thí cho ai một cái gì, chưa bao giờ tạo phước như cúng dường tam bảo, chưa bao giờ mình biết học pháp, chứ không bao giờ nghe giảng Phật pháp, chưa bao giờ biết tu tâm, chưa bao giờ biết hướng thiện, mà mình chỉ luôn luôn để cho cái tâm của mình nó bị si mê, cho cái tâm của mình nó sống với tà kiến, cho cái tâm mình sống với ô nhiễm, chưa bao giờ làm những cái việc tốt lành gì cho đời cả. Thì đấy cũng là một cái sự rủi ro bất hạnh. Vậy thì là đấy là có bốn cái sự rủi ro bất hạnh như vậy. Nếu như mà mình không tránh được những tội lỗi, mình cũng sẽ bị gặp những cái rủi ro bất hạnh ấy. Và năm cái sự mất mát ở kiếp người nữa, đó là một là mình mất mát về người thân, tức là có những người ấy, mình bị mất mát, tức là bị tử biệt sinh ly, tức là mình luôn luôn có những người thân phải qua đời ở cái tuổi trẻ. Mình phải mất những người thân ở những cái tuổi, ở khi mà người ta còn cái tuổi còn trẻ, thì cái người còn sống cũng rất là khổ. Khi mà mình bị mất mát những cái người thân thương như vậy.
Hai nữa là mất mát về tài sản, có những người mà của cải mình không giữ được. Ba nữa là mình bị mất mát về sức khỏe, có thể là mình luôn bị ốm đau bệnh tật. Bốn nữa là có những người thì mình mất mát về cái giới hạnh, đạo hạnh, đức hạnh, là do mình thân cận với những bạn bè ác, cho nên mình sẽ làm những cái việc ác tội lỗi. Và cái sự mất mát thứ năm là mất mát về chi kiến, là do mình tin theo những cái tà đạo, tin theo những cái tà pháp, như là mình không tin nhân quả mà mình lại tin vào là những cái sự tế lễ này kia rồi để tạo ra phước này, chứ mình không tin rằng mình tạo ra phước này là do mình gieo những cái nhân này. Đấy được gọi là năm cái sự mất mát. Nhưng một cái người ấy, mình có mất người thân hay mất về tài sản hay mất về sức khỏe cũng không đáng sợ, bởi vì mất ba cái này không bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Nhưng nếu như mình bị mất hai cái, đó là mất mát về giới hạnh và mất mát về chi kiến trí tuệ, thì mình sẽ bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Vì vậy cho nên là có hai cái mà mình cần phải giữ gìn bằng mọi giá, không được để mất. Đó là mình không được mất về giới hạnh, tức là mình phải giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu ấy. Giữ cái giới là ngăn ngừa những việc ác, không làm những việc ác. Cái việc đó mình phải giữ gìn, không được để mất. Vì mất cái giới hạnh ấy thì tương lai của mình sẽ bị đọa vào cõi khổ đau. Và cái mà mình cần phải giữ gìn thứ hai, đó là giữ gìn cái chi kiến, giữ gìn cái trí tuệ, tức là giữ gìn cái niềm tin vào nhân quả. Mình tin rằng có cái mình gieo nhân nào mình sẽ gặp quả ấy. Những cái thiện nghiệp hay những cái ác nghiệp, những cái việc lành và việc ác mà mình đã tạo ra thì mình sẽ thừa hưởng, thừa tự cái nghiệp ấy. Cái điều đó mình cần phải tin, phải giữ cái niềm tin ấy. Đấy chính là trí tuệ của mình, đấy là chánh kiến của mình, đấy là sự an vui của mình. Và mình phải tin rằng khi chết rồi mình sẽ đi luân hồi, đi tái sinh sang kiếp sống khác, chứ chết rồi không phải là hết. Mà chết rồi cũng không phải sẽ còn một con ma nó tồn tại. Không phải là chết rồi mình sẽ ngồi lên ban thờ, mình ăn cơm, ăn cháo, ăn cỗ bàn cho con cháu nó dâng cúng đâu. Mà chết rồi sẽ đi tái sinh, đi luân hồi về những kiếp sống khác. Còn cái việc mà mình thờ cúng ông bà tổ tiên ấy, đấy là cái văn hóa, đấy là cái tục lệ, đấy là cái đạo lý, đấy là cái mà để mình tưởng nhớ. Cũng như vậy, bây giờ mình làm chùa mình thờ Phật, mình đắp tượng thờ Phật ấy, Phật có ngồi ở trong tượng không? Phật có ngồi trong bát hương, có ngồi trên ban thờ không? Không có đâu nha, chỉ có Phật tượng trưng. Phật là tượng trưng cho một bậc giác ngộ, tượng trưng cho một bậc giải thoát, tượng trưng cho một bậc đạo sư, một bậc thầy chỉ ra một con đường đi đến an vui thoát khổ đau. Vì vậy, mình thờ Đức Phật để mình học cái tư tưởng của Đức Phật, học cái giáo pháp của Đức Phật, học cái đạo lý của Đức Phật để thực hành theo cái tư tưởng, cái đạo lý, cái giáo pháp ấy. Đấy là mình thờ Phật là như vậy. Mình thờ ông bà tổ tiên vậy. Ông bà tổ tiên nó ngồi trên ban không? Ngồi trên bát hương không? Ngồi trên ban thờ không? Bây giờ cho mình con sống, mình đưa mình lên ban đến ngồi, mình có chịu ngồi không? Chỉ là ông bà tổ tiên khi chết rồi mà lại ngoan thế à? Ta còn sống thì đâu có ngoan ngoãn vậy, mà sao chết rồi lại ngoan thế? Đấy không? Chết rồi người ta còn bay nhảy nhiều hơn, nên làm gì chịu ngồi đấy. Vậy cho nên người ta nghĩ rằng có ông bà tổ tiên lúc nào cũng ngồi trong đấy, ngồi ở đấy, rồi để cho con cháu cúng bái, để đốt giấy tiền vàng mã cho, thì cái đấy là, cái đấy nó chỉ là một cái quan niệm, cái đấy nó chỉ là một cái tư tưởng, cái đấy nó chỉ là do con người ta nghĩ ra như thế thôi. Chứ thực ra thì ông bà tổ tiên nhà mình, cái người chết rồi đi tái sinh về khắp mọi nơi. Có người chết rồi thì sinh làm chư thiên, thì người ta sống ở các cõi thiên giới, người ta cũng có cộng đồng, cũng có xã hội, người ta cũng có nàng xóm, người ta cũng có cái đời sống, có cái văn hóa, có gia đình, có thân bằng quyến thuộc, có những công việc, có những phận sự người ta phải làm.
Người ta đâu có cứ ngồi đấy như một cái con chim cảnh ấy mà suốt ngày nhốt trong lồng đâu. Nếu mà người ta sinh nằm về các cõi chư thiên thì người ta có cuộc sống cộng đồng chư thiên như vậy. Còn nếu như lâu lâu người ta có ghé thăm con cháu thì chỉ thoáng qua một chút xíu thôi, người ta cũng chẳng cần phải đến nơi, người ta dùng thiên nhãn người ta nhìn, người ta từ cõi trời người ta nhìn lại con cháu người tí người ta cũng vẫn nhìn được, nhưng người ta không cần là phải về đến tận nơi. Còn có những người chết rồi người ta sinh lại làm người thì người ta quên hết, không nhớ về kiếp trước nữa. Có người chết rồi sinh vào địa ngục, có người chết rồi sinh làm súc sinh tùy theo nghiệp của mình, có người chết rồi sinh làm ngã quỷ. Nhưng mà có một số nhé, một số người chết rồi thì vẫn làm những cái phi nhân quỷ thần, thì người ta có thể quanh quẩn ở trong cái ngôi nhà đấy và quanh quẩn ở gần đấy, thỉnh thoảng người ta có về gặp được người thân nhưng người ta không nói chuyện, không tiếp xúc được với nhau, thì người ta là những người vô hình. Chỉ có một vài người hy hữu thôi chứ không phải tất cả. Thì người ta chết rồi người ta còn nảng vảng phảng phất xung quanh với những người sống. Vậy thì cái người sống đấy mình thờ cúng cúng bái thì cái người chết đấy có ăn được không, có thọ hưởng, có thọ nhận được gì không? Thực ra người ta cũng không ăn nhỉ, cái thức ăn của con người thì con người mới ăn được thôi. Còn người ta cái thân thể hình xác người ta khác, người ta phải ăn cái thức ăn khác, nhưng người ta sẽ thọ nhận được những công đức do những người sống làm. Ví dụ như mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình tu tập ấy, mình tạo phước ấy, mình cúng dường tam bảo, nó tạo ra những công đức ấy, rồi mình hồi hướng cho những cái người mất ấy, cho ông bà tổ tiên ấy, thì những cái người tổ tiên ấy, những cái ông bà tổ tiên sẽ nhận được những công đức, nhận được những phước lành do cái người thân mình tạo ra. Vì vậy cho nên khi mình tạo ra cái công đức gì mình cũng phải chia phước, phải hồi hướng cái công đức đấy cho những người mất. Vậy cho nên là khi mà trong gia đình có người mất, người ta hay lên chùa, hay đưa lên chùa để làm lễ, bởi vì trên chùa sẽ tạo ra được công đức phước lành khi mình cúng dường Phật, rồi mình hồi hướng công đức ấy cho mọi người, thì đấy mới là công đức, thì đấy mới là cái việc lợi ích. Như là khi người ta lên chùa, người ta thắp hương, dâng hoa, dâng đèn nến, dâng trái cây, dâng vật thực nên cúng dường Phật Pháp Tăng, thì nhờ cái sự thành tâm cúng dường ấy, nó tạo ra những phước lành, những công đức, rồi người ta mới hồi hướng công đức phước lành ấy cho những thân bằng quyến thuộc của mình. Thì những người thân bằng quyến thuộc của mình hoan hỷ, tùy hỷ với những công đức ấy, và nhờ vậy mà người ta được tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng cái phước lành, và nhờ vậy mà người ta được tăng trưởng cái sự an vui, tăng trưởng cái sự lợi ích, người ta được tiến hóa nên những cái cảnh giới cao hơn là nhờ cái công đức ấy, chứ không phải là mình phải làm những cái lễ vật mâm cao cỗ đầy, dâng lên những cái lễ vật ngon lành để cúng cho người ta ăn, thì người ta không cần thiết cái đó, mà người ta cần là cần cái mình tạo ra được càng nhiều công đức càng tốt, tạo ra càng nhiều phước lành càng tốt, những cái công đức phước lành ấy thì để cho mọi người ta thọ hưởng. Thế mới là cái đem lại cái sự lợi lạc, đem lại cái sự lợi ích. Cho nên là sống ở trên đời với cái người nào ấy mình mà tin rằng có nhân quả thì cái người đấy người ta sẽ có một cái nhìn nhận nó rất là khác với cái người không tin nhân quả. Một cái lối sống, một cái đạo lý sống nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Với cái người mà không tin nhân quả thì người ta chỉ muốn sống làm sao được hưởng thụ những cái niềm vui ở trên cuộc đời càng sớm càng tốt. Vì cái người đấy cứ nghĩ rằng cuộc đời nó rất là ngắn, chết rồi là hết, không còn nữa. Cho nên cái người ấy người ta chỉ muốn sống làm sao được hưởng thụ thôi. Người ta muốn ăn ngon, muốn được hưởng cái sự cái danh vọng chức quyền. Khi người ta làm một cái việc gì đó lợi ích cho người khác thì người ta bắt cái người đấy là phải đền bù, phải mang ơn, phải trả ơn, phải đền ơn lại người ta ngay tức thì, càng sớm càng tốt.
chứ người ta không chịu thiệt thòi mất mát gì cho ai. Mà khi người ta gặp những cái nỗi khổ đau gì thì người ta sẽ rất là phiền não. Những cái người người ta không tin nhân quả, người ta cứ nghĩ tại sao mình lại chịu khổ đau như thế này, rồi người ta oán trách những cái người nào mà đã làm khổ mình, rồi người ta trả thù. Nếu như mà có ai đó mà xúc phạm đến họ, gây ra những cái sự khổ đau cho họ, thì những cái người ấy, người ta, những cái người không tin nhân quả, người ta sẽ tìm cách người ta báo thù, người ta trả thù. Vì vậy cho nên những người sống ở trên đời mà không tin nhân quả thì người ta sẽ sống rất là khổ tâm, người ta sẽ có rất nhiều phiền não, khổ đau, phiền muộn. Còn những người có tin nhân quả thì người ta sẽ luôn luôn nhìn nhận mọi vấn đề qua cái nhân quả nghiệp báo này. Vì vậy cho nên người ta sống nó có được cái sự an vui, người ta sẽ buông xả được tất cả những cái nỗi khổ niềm vui. Khi có cái chuyện phiền não gì đó, người ta có thể buông bỏ, buông xả được. Người ta không gieo cái oán hận, không gieo cái hận thù với ai, vì người ta tin rằng nhân nào cũng sẽ có quả ấy mà thôi. Người làm việc ác sẽ bị cái quả báo ác ở trong tương lai. Vì vậy cho nên người ta không nghĩ đến cái chuyện là phải mắng chửi, phải đánh đập, phải làm khổ nại người khác. Vậy nên cái người có tin nhân quả thì người ta sẽ trở thành cái người có hiền thiện hơn, cái người có cái sự an vui hơn. Còn những người không tin nhân quả thì không những đời hiện tại người ta phiền não, người ta khổ đau, mà cái đời tương lai người ta cũng sẽ phải sinh về cái cõi khổ đau. Vậy cái người có tin nhân quả thì ngay trong hiện tại người ta sẽ luôn luôn hướng đến việc làm những cái việc thiện, làm những cái việc phước lành, làm những cái việc công đức. Và khi làm cái việc đấy rồi, người ta hoan hỷ với những cái công đức ấy, hoan hỷ với những cái thiện nghiệp ấy. Và người ta tin rằng những cái việc thiện, những cái công đức, những phước lành mà người ta đã làm ra, người ta sẽ được hưởng cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự an vui ở trong tương lai. Vậy cho nên cái người có tin nhân quả thì người ta sẽ nỗ lực tinh tấn, tạo phước và tu tâm như vậy. Người ta tin rằng ngoài cái đời này sẽ còn nhiều đời sống, như kiếp sống khác nữa. Vậy cho nên là người ta biết tạo những cái công đức cho tương lai, tích lũy những cái phước lành cho tương lai. Người ta biết rằng tương lai người ta sẽ hưởng những cái công đức phước lành do chính mình đã tạo ra đây. Và nếu người nào mà không biết tạo công đức phước lành thì tương lai người ấy sẽ luôn gặp những cái rủi ro bất hạnh, luôn luôn gặp những cái điều khổ đau ở tương lai. Đấy là cái người sống ở trên đời có tin nhân quả sẽ khác với người không tin nhân quả. Vậy cái người có tin nhân quả ngay ở trong hiện tại, người ta sẽ làm nhiều những cái việc tốt lành, cho nên được mọi người khác, người ta hoan hỉ, được mọi người khác người ta kính trọng. Còn những người không tin nhân quả, người ta sẽ sống ích kỷ, người ta sẽ sống chỉ vì lợi ích cho bản thân mình, người ta sẽ sống với rất nhiều cái điều tội lỗi, người ta sẽ làm những cái việc xấu ác, người ta sẽ không ngần ngại làm những cái việc tổn hại đến cho những người khác, mà cả những người xa, những người gần. Người ta không làm những cái việc lợi ích cho đời, mà người ta chỉ mong muốn những người khác làm lợi ích cho bản thân mình. Và chính vì cái người không tin nhân quả, không tin có luân hồi tái sinh ấy, người ta sẽ làm khổ cái bản thân của họ. Ngay trong hiện tại họ sống là một cái người có nhiều tội lỗi, mắc nhiều cái sai lầm, và người ta sẽ bị những cái người đời, người ta khinh thường, chỉ trích, chê bai. Như là một cái người, những cái người mà người ác ở trên đời, như là bây giờ mình vào trong tù, mình hỏi những người đang bị đi tù ấy là người ta có tin nhân quả không, thì có ai người ta tin nhân quả không? Nếu người ta tin nhân quả chắc chắn không có, người ta đã không phải đi tù tội. Vì cái không tin nhân quả ấy, người ta mới đi làm trộm cướp, vì người ta không tin nhân quả ấy, người ta mới tà dâm, vì không tin nhân quả ấy, người ta mới nghiện ngập, vì không tin nhân quả ấy, người ta mới tham ô, tham nhũng, vì không tin nhân quả ấy, người ta mới gây ra những cái sự như là
giết người, người ta không tin nhân quả ấy, người ta mới làm những cái việc đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau. Vì không tin nhân quả ấy, người ta mới thích chiến tranh loạn lạc, thích gây sự, thích cướp bóc. Đấy là những cái người, nếu như ở trên đời mà ai cũng tin nhân quả thì cái cõi đời này rất là an vui, hạnh phúc. Ví dụ như là những cái cõi khổ đau, như là cái cõi súc sinh, những cái con thú vật nó sống chung với nhau, nó sẽ cắn nhau. Bằng chết thì thôi, con là khỏe sống, con yếu thì chết. Bởi vì nó là những cái con thú ngu si, nó không biết về mình làm, mình ác mình sẽ chịu cái quả báo gì hết. Thì nó không tin nhân quả mà, nó không biết chết rồi sẽ đi về đâu cả. Nên nó chỉ biết bảo vệ cái lợi ích ở hiện tại, nó chỉ biết bảo vệ cái đời sống hiện tại này thôi. Vì vậy những con người trên đời mà không tin nhân quả thì sẽ sống với nhau bằng cách hành hạ nhau, bằng cách sâu xé nhau, bằng cách chà đạp nhau, bằng cách tàn sát nhau như vậy đó. Còn nếu như mà một người có tin nhân quả thì sẽ giống như là các vị thần tiên, người ta sống với nhau. Đây có ai đến cõi thần tiên chưa? chưa biết thần tiên sống với nhau như thế nào à? Các cái vị thần tiên là các vị chư thiên ở trên các cõi trời, người ta sống với nhau, người ta rất là tôn trọng nhau, người ta rất là kính trọng nhau. Những cái vị nhỏ người ta sẽ đảnh lễ những vị lớn, những cái người ta tôn trọng nhau như thế. Mỗi một cái lời nói ra là người ta kính thưa nhau, người ta tôn trọng nhau từ những cái lời nói, từ những cái hành động, từ những cái ý nghĩ, người ta cũng luôn luôn kính trọng lẫn nhau như vậy. Bởi vì đấy, và người ta sống với nhau không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ đánh nhau, không bao giờ chửi nhau, không bao giờ có ác ý với nhau. Đấy là cái đời sống thánh thiện. Thì nó khác nhau như vậy. Nếu như bây giờ cũng ở con cái cõi đời, cõi người này vậy, nếu như mà mọi người là những cái người có đức tin về nhân quả, luân hồi tái sinh mà sống với nhau, thì người ta sẽ tự động tôn trọng nhau như thế. Người ta cung kính nhau từ những cái suy nghĩ, từ những cái lời nói, từ những cái hành động. Người ta sẽ tử tế lễ độ, có văn hóa với nhau như thế. Nên là xưa kia người ta có một cái câu chuyện, người ta kể một cái câu chuyện rằng là để người ta lấy ví dụ về những cái văn hóa của những cái người tốt và cái người sống nó khác nhau. Đó là người ta nói rằng là có những cái chúng sinh ấy, khi chết rồi thì bị đọa vào địa ngục và gặp Diêm Vương. Thì những cái người này mới cãi rằng chúng tôi không muốn vào địa ngục, chúng tôi là muốn là sinh về cõi thiên giới, cõi trời, chứ chúng tôi không có muốn phải vào địa ngục này. Thì lúc đấy vua Diêm Vương mới nói rằng vậy thì để xem là các ngươi có đủ tư cách sống ở trên cõi thần tiên hay không. Thế này mới sai người sắp ra một cái bàn đầy thức ăn ngon và làm những cái đôi đũa nó thật dài, nó dài hàng mét như thế này này. Thế và đấy, các ngươi hãy ngồi trong cái bàn này và ăn chung với nhau, xem là các ngươi có đủ tư cách sinh làm thiên thần trên cõi trời không. Thế là những cái người này ngồi vào trong bàn rồi tranh nhau ăn, thì cái đũa người này chọc vào người kia. Thế rồi cuối cùng là không gắp được thức ăn thì nhảy ra đánh nhau nộn bậy. Thế cuối cùng bụng vẫn đói, thức ăn cũng không ăn được. Các vị ấy mới cho những cái người này mới biết rằng ở trên trời chư thiên người ta ăn như thế nào. Cũng cái bàn như vậy, cũng cái thức ăn như vậy, cũng cái đôi đũa dài như vậy. Nhưng mà cái người ngồi ở bên này người ta gắp cho người kia ăn, người bên này người ta gắp cho người kia ăn. Như vậy thì ai cũng được ăn mà được ăn no. Ý muốn nói rằng là đấy, những cái người có đạo lý, có văn hóa, người ta không sống vì mình mà người ta sống vì người khác. Như vậy người ta đối xử tốt với người, người này đối xử tốt với người kia thì người kia đối xử tốt với người này. Như vậy với những cái người mà sống thân thiện với nhau, người ta luôn hỗ trợ nhau, luôn giúp đỡ lẫn nhau,
đấy là những người thiện này, người ta sống với nhau như vậy, cứ người này giúp đỡ người kia, thì những cái người ấy sống với nhau một cách hòa bình, hạnh phúc như là cái cõi thiên thần. Nhưng những cái người sống ích kỷ, người ta chỉ lo cho bản thân mình, thì người ta sẽ chà đạp người khác, thì người ta sẽ gây lộn với người khác, người ta sẽ đánh nhau với những người khác. Như vậy, đấy chính là những cái văn hóa của con người. Cái người nào có tin nhân quả thì người ta sẽ biết làm những cái việc thiện lành, biết giúp đỡ người khác là chính là đang giúp đỡ mình, biết làm lợi cho người khác chính là làm lợi ích cho mình. Còn những người không tin nhân quả, người ta chỉ làm lợi cho bản thân mình thôi, người ta làm lợi cho bản thân mình và người ta làm hại người khác để làm lợi cho mình, chính là đang làm hại mình. Đang làm hại mình vì mình hại người chính là đang làm hại mình, và làm lợi cho người chính là đang làm lợi ích cho mình. Đấy là cái người tin vào nhân quả là như thế. Thì cái người tin nhân quả, người ta luôn luôn gieo tạo những công đức, gieo tạo những phước lành. Với một cái người không tin nhân quả thì người ta nghĩ rằng người này đang sống một cách thua thiệt, mình chỉ sống cho người khác mà không sống cho mình. Thì đấy là cái người không tin nhân quả, thì người ta sẽ nghĩ thế, và người ta nghĩ rằng sống là phải lo cho mình, dù là làm khổ người khác nhưng mà phải có lợi ích cho mình. Thì cái người đấy là cái người sống xấu xa, ích kỷ, làm những cái ai cũng lo cho mình, cũng chỉ làm lợi ích cho bản thân mình như vậy. Mọi người sẽ trở nên ích kỷ với nhau, sẽ trở nên cái cuộc sống này sẽ trở nên điêu tàn, loạn lạc, chiến tranh, cạnh tranh, đấu tranh lẫn nhau, cũng từ cái sự ích kỷ hẹp hòi của con người mà ra. Vậy thì cái văn hóa tốt đẹp nhất ở trên đời, đó là cái văn hóa mà con người cần phải được giáo dục, là có cái nhân quả nghiệp báo nó chi phối vào mọi cái việc, vào tất cả cái cuộc sống của chúng sinh ở trên thế gian này. Tạo làm những cái việc tốt thì mình sẽ được hưởng những cái điều tốt, an vui, hạnh phúc. Mình làm những cái việc ác, làm những cái việc xấu thì mình sẽ gặp những cái chuyện xấu, những chuyện khổ đau, những chuyện bất hạnh, những chuyện rủi ro cho chính bản thân mình. Vì vậy, khi con người ta tin nhân quả, người ta sẽ luôn luôn tu sửa, tu dưỡng cái thân tâm mình, cái thân khẩu ý của chính mình để cho nó tốt lên. Còn những người không tin nhân quả, người ta không nhìn nhận lại những cái việc làm tốt xấu của mình, những cái việc làm thiện ác của mình, mà người ta chỉ lo bao che những cái xấu, che đậy cái xấu, phô trương cái tốt để người ta lừa dối người khác, lừa gạt người khác để làm lợi ích cho bản thân mình, mà người ta không nghĩ đến lợi lạc của người khác. Vậy cho nên là thứ nhất là mình cần phải tin tưởng vào cái luật nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, là cái pháp cốt yếu, là cái pháp trọng yếu của Đức Phật đã dạy, các bậc thánh nhân đã dạy. Và mình muốn những cái điều tốt đẹp, lợi lạc, lợi ích lại cho những người xung quanh của mình ý, thì không cần là mình phải cho người ta những cái tài sản vật chất, không phải là mình phải cho người ta những cái lợi ích ở trước mắt, mà mình cần phải thuyết phục, mình cần phải giáo hóa, mình cần phải chỉ dạy cho người ta hiểu ra nhân quả nghiệp báo, tin vào nhân quả nghiệp báo để cho người ấy biết gieo tạo những công đức phước lành, thì cái người ấy mới gặt hái được những cái điều tốt đẹp cho chính bản thân họ. Như vậy, mình muốn lợi lạc, lợi ích cho ai thì mình cần phải giúp cho người đấy tin, hiểu ra cái luật nhân quả nghiệp báo, tin vào cái nghiệp nhân quả nghiệp báo, để cho bản thân của những người thân của mình cũng vậy, cũng biết nhìn nhận lại những cái việc tốt xấu mà mình đã tạo, đã gieo, những cái việc ác, những việc xấu đã tạo rồi thì phải cố gắng dứt bỏ nó, từ bỏ nó đi, không làm cái việc ác ấy nữa. Những cái việc ác gì mà chưa làm thì phải cố gắng ngăn ngừa, đừng có làm, không có đến một lúc nào đó mình làm mình sẽ chịu quả báo khổ đau. Những cái việc thiện nào mà mình đã làm thì phải tích cực làm nhiều hơn nữa.
những cái thiện nghiệp gì mình chưa làm thì bây giờ phải tích cực mà bắt đầu làm đi, đừng có chần chừ, đừng có do dự. Đấy là nhờ tin có nhân quả, tin vào những cái nghiệp thiện ác, tin có luân hồi tái sinh. Người ta sẽ mỗi ngày nỗ lực để tiến hóa, để có cái sự nợi nạc hơn, làm được những cái thiện nghiệp hơn. Những cái thiện nghiệp ấy sẽ đem lại cái lợi ích, những cái công đức sẽ đem lại cái sự an vui, đem lại cái sự hạnh phúc lâu dài cho bản thân mình ở trong tương lai. Thì đó là cái ý nghĩa của cái bài mà mình phải tin vào nhân quả, tin vào cái nghiệp báo và tin vào những luân hồi tái sinh. Thì cái người như vậy thì lúc nào mình muốn tăng trưởng cái đức tin ấy thì mình luôn luôn phải tưởng niệm rằng cái thân của ta này chắc chắn nó phải già, không tránh khỏi sự già. Chắc chắn ta sẽ phải bệnh, ta không thể tránh khỏi bệnh tật khổ đau. Chắc chắn ta sẽ phải chết, ta không thể tránh khỏi cái chết. Những cái gì yêu quý của ta rồi nó cũng sẽ phải xa lìa ta mà đi. Người thân yêu, thân thương, thân yêu rồi cũng sẽ phải lìa bỏ nhau. Của cải tài sản nó cũng sẽ phải đến rồi nó cũng phải đi. Cái thân này nó sinh ra, nó cũng phải chết, nó cũng phải ra đi. Và những cái nghiệp thiện, nghiệp ác nó sẽ theo mình mãi mãi. Những thiện nghiệp và ác nghiệp mới là những cái mà tài sản nó sẽ đi theo mình. Những nghiệp, những cái việc thiện mà mình làm, mình sẽ thừa hưởng những cái thiện nghiệp ấy. Những ác nghiệp mà mình làm, mình sẽ phải chịu quả báo của những ác nghiệp ấy. Lúc nào mình cũng phải tưởng nhớ như vậy, lúc nào cũng phải suy tư như vậy. Tất cả những cái việc, những cái sự khổ đau mà mình đã gặp, mình đang gặp hay mình sẽ gặp ở tương lai, nó cũng sinh ra từ những cái việc làm, lời nói và ý nghĩ bất thiện của mình. Tất cả những cái hạnh phúc, cái an vui mình đã gặp, mình đang gặp hay mình sẽ gặp ở tương lai, nó cũng đều sinh ra từ những cái công đức, những phước lành, những thiện nghiệp mà mình đã làm, đã nói hoặc là đã suy nghĩ. Mà tất cả những cái việc thiện ác ấy nó đều sinh ra từ trong nội tâm của mình. Ngày nào mình còn có tham sân si nhiều thì mình sẽ còn làm việc tội lỗi và mình sẽ còn khổ đau. Ngày nào mình hết tham sân si thì lúc đấy mình mới không làm những việc tội lỗi nữa và mới không còn khổ đau nữa. Vậy giờ mình muốn biết rằng mình sẽ còn khổ đau hay hết khổ đau thì mình hãy quan sát nội tâm mình. Mỗi khi nó khởi lên một cái tâm sân hận ác ý thì mình phải cảm thấy ghê sợ, mà sân hận này là địa ngục, sân hận này là ngã quỷ, sân hận này là súc sinh, sân hận này là khổ đau. Sân hận ấy cần phải được trừ diệt, cần phải được buông bỏ, dứt bỏ nó đi. Và mình cảm thấy hổ thẹn ghê sợ với những cái tâm sân hận ấy thì tâm sân hận ấy nó sẽ được tiêu tan đi. Mỗi khi mình khởi lên một cái tham lam, một cái sự ngã mạn, một cái tà kiến thì mình cũng phải nghĩ ngay: tham lam này là khổ đau, tham lam này là địa ngục, là ngã quỷ, là súc sinh, là khổ đau, mình cần phải dứt bỏ nó đi. Mỗi khi mình khởi lên một cái tâm tà kiến, mình cho rằng không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có luân hồi tái sinh, đấy là tà kiến. Mình suy nghĩ như vậy, mình phải suy nghĩ như thế này là tà kiến, là ngu si, là vô minh, là ảo tưởng. Những cái suy nghĩ này là nguy hiểm. Cái suy nghĩ này sẽ dẫn mình đi đến địa ngục, sẽ dẫn mình đi đến ngã quỷ, sẽ dẫn mình đi đến súc sinh, sẽ dẫn mình đi đến đọa xứ khổ đau. Những suy nghĩ này cần phải dứt trừ. Còn khi nào mình suy nghĩ rằng có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi tái sinh thì đấy chính là trí tuệ. Mình phải biết rằng những suy nghĩ này sẽ đi đến cái sự an vui, sẽ là nhân, đi đến sự giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn, đi đến an vui. Những cái khi nào mình suy nghĩ về cái sự cái sân hận, diệt trừ sân hận, hay là mình có cái tâm từ ái, mình mong cho mọi người khác cũng được an vui, mong cho mọi người thoát khổ đau, hay rằng mình thấy rằng mỗi người
là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Mỗi người là thừa hưởng những cái nghiệp thiện ác của mình. Mỗi chúng sinh đang thừa hưởng những cái nghiệp thiện ác của mình. Thì đấy chính là cái lòng từ bi bác ái, từ bi hỷ xả của mình. Thì cái tâm đấy sẽ là đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn an vui. Mỗi khi nào mình suy nghĩ là như thế nào để đoạn trừ lòng tham, đoạn trừ ngã mạn, đoạn trừ vô minh tà kiến. Khi mà mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ biết rằng những cái suy nghĩ ấy sẽ là đi đến cái sự giác ngộ, giải thoát, đi đến niết bàn an vui. Vậy cho nên mình cần phải có một cái pháp môn để luôn luôn tu tập ở trong nội tâm, để diệt trừ phiền não tham sân si, chính là diệt trừ đi cái khổ đau sinh tử, chính là đang gieo những cái nhân an vui hạnh phúc. Còn nếu như mình không có một cái pháp môn tu tập thì trong tâm người đấy sẽ đầy rẫy những ô nhiễm, những phiền não, những tham sân si, những khổ đau bất hạnh. Vậy nên là tất cả những cái pháp môn tu tập như là niệm Phật, thì mình luôn luôn tưởng niệm rằng Đức Phật là bậc vô tham, vô sân, vô si. Vậy cho nên Đức Phật là bậc đáng để cho mọi người đảnh lễ, cung kính, cúng dường. Đấy là vì Đức Phật là không có tham sân si, không còn phiền não khổ đau. Vậy cho nên mình phải nỗ lực để đoạn trừ tham sân si ở trong mình đi. Khi mà cúng dường Phật vậy, mình phải cúng dường đến một bậc vô tham, vô sân, vô si như vậy. Khi mình tu tập vậy, tu tập để đoạn trừ những tham sân si ở trong mình như vậy. Vậy nên là mình phải có một cái pháp môn để tu tập như vậy, bằng cách là mình phải nghe giảng Phật Pháp nhiều, cần phải tụng kinh lễ Phật, tạo những công đức phước lành nhiều, cần phải giữ gìn những cái giới hạnh mà mình đã thọ trì, và cần phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác ở trong tâm mình, luôn luôn phải có chánh niệm, như là niệm Phật cũng được, hoặc là mình luôn luôn tưởng niệm về cái sự chết để mình buông xả, không có tham ái, tham đắm gì. Hoặc là luôn luôn phải rải tâm từ bi bác ái đến mọi người, mong cho mọi chúng sinh được an vui, thoát khổ đau, để mình không có sân hận, giận hờn, không có oán trái, oán thù gì với ai ở trên đời. Hoặc là mình luôn luôn tưởng niệm đến cái thân này, nó là vô thường, là giả tạm, là vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái tâm, tất cả những cái nội tâm của mình, những cái cảm thọ vui buồn của mình, những tư tưởng của mình, những cái hành động việc làm của mình, những cái sự nhận thức, ý thức của mình, nó cũng vậy, nó luôn luôn là sinh lên rồi diệt đi, nó là giả tạm, là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Cái thân tâm này vậy, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Khi mình hiểu như vậy, mình ý thức như vậy, mình giác ngộ ra như vậy, mình chánh niệm như vậy, thì trí tuệ nó tăng trưởng lên, những phiền não nó giảm bớt đi, và những cái tham sân si nó được diệt trừ đi. Thì những cái lúc ấy, những lời nói của mình, những việc làm của mình, nó đi với tâm vô tham, vô sân, vô si, thì những cái lời nói, việc làm ấy là phước lành, là công đức. Còn những cái việc làm, những cái lời nói gì nó đi với những phiền não tham sân si, thì đó là tội lỗi, thì đó là ác nghiệp, và đó là nhân của khổ đau. Vậy nên là với một cái người tin sâu vào nhân quả, thì mình sẽ nhân của tất cả những cái điều bất thiện là tham sân si, nhân của tất cả những công đức phước lành là vô tham, vô sân, vô si. Vậy nên là cái người đấy học đạo để tu tâm làm vậy, để mình diệt trừ những phiền não ở trong mình. Vậy cần mình cần phải tích cực học pháp, và phải tích cực tu tâm nhiều, thì mới diệt trừ được hết những cái khổ đau, và mới đạt được cái sự an vui lâu dài. Thì đấy là ý nghĩa của cái bài pháp. Mình phóng về tin về nhân quả, nghiệp báo, và tin vào luân hồi tái sinh. Đến đây là hết.